Dạ rồi, em xin phép chào chị nha. Dạ vâng, chị có thể giới thiệu cho em cũng như cho tất cả cô chú anh chị được biết là chị tên là gì? Quỳnh Thị Hiệp. Chị Hiệp ha. Dạ. Lần này chị về đây là lần thứ mấy chị nhớ không? Lần thứ hai. Thứ ba, thứ tư gì đấy Ba. đúng không ạ? Lần đầu là chị về chị tìm con là lúc Tìm con. đi cái thời đấy là lúc 11 tuổi. Thằng kia là đi 2002. Dạ. Là thằng lớn, thằng anh đó. Dạ. Rồi. Và bây giờ thì cậu con trai lớn đã về rồi. Về rồi. Và tới giờ phút này thì còn cậu con trai em đây vẫn chưa có một tin tức gì. Chưa có tin tức gì hết. Dạ, thì hôm nay thì chị lại tiếp tục về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đi tìm con tiếp đúng không Dạ, rồi mấy ạ? anh với anh Hải rồi giúp giùm cô anh chị cô bác đồ giúp giùm cho cháu Rồi. nó ở đâu về Dạ. giùm. Rồi bây giờ thì chị nè, chị chia sẻ thông tin về con trai nhà mình đi. Con trai nhà mình tên là gì? Dạ, Bùi Thành Thân. Chị nói lớn lên hơn đi. Bùi Bùi Thành Thân. Bùi Thành Thân. Dạ. Em nó năm nay bao nhiêu tuổi rồi Nay chị? nó tuổi thìn đó, nay nó hai mấy tuổi rồi, 24 rồi. 24 ha. Rồi nay Bỏ nó nhà đi. đi là lâu Nó chưa? đi hồi 20 tháng 9 năm rồi. 20 tháng 9 năm 2022. Nay năm 2023. Lúc đi đấy là cái lý do chính để con trai nhà mình đi là gì? Nó đi bán rồi sao nó về cái nó không bán nữa. Cái nó nói mẹ con đi làm. Đi bán vé số. Con đi làm cái nói thôi Dạ. con làm gì thì con ở nhà với mẹ tại nó cũng bị khờ khờ nó bị dây thần kinh á nó Kiểu hơi khờ khờ là không được khôn ngoan như người không được ta. ấy nha Dạ. rồi kêu ở nhà nó thôi con không ở nhà đâu nó thôi vậy con không ở nhà con vô chú nuôi con ở đi thì chú nuôi nó cũng thương nó lắm mà kêu nó ở nó cũng không ở nữa nó một hai rồi đi à đi rồi không biết là có ai dụ dìu dắt nó đi không mà đi tới giờ luôn không mất cái liên lạc luôn điện thoại điện không được. Vậy là một Cũng không hơn một năm rồi. Bây hơn giờ năm là rồi. mùng 2 tháng 12 rồi. Của năm 2023 rồi. Trong quá trình hơn một năm đó thì chị đi tìm con rất nhiều nơi. Đi tìm giờ không gặp Biết mà đâu đi vòng vòng tìm. ra ngoài kia ngoài Bạch Đằng đồ đi kiếm chiều đồ tối đồ đi ra kiếm cũng không thấy luôn. Hồi lúc trước thì mấy anh mấy chị ở ngoài thì nói gặp cháu mà giờ đi ra thì không thấy cháu Không biết đường không biết nào đi để mà đâu đi nữa. kiếm ha. Giờ mất liên lạc luôn mà cũng không thấy mặt mày luôn Bây không ai thấy hết. giờ cho em hỏi này, còn cậu con trai lớn hôm bữa về là giờ là tình hình sao rồi? Nói đi cho Dạ bà thì con biết nó để cũng mừng. đi làm á anh chị cô bác nó cũng đi làm mà giờ đi Giờ là làm làm cái gì rồi nó nè? đi xe với ông chủ trở lại. À, đi lơ xe tải. Dạ đi xe khách á À, xe khách ha. đi trở lại với ông chủ trở lại. Dạ, cô chú anh chị có còn nhớ chị Hiệp đây không ạ? Thì cách đây một thời gian về trước là có tìm cậu con trai. Lúc đi là 11 tuổi và lúc quay trở về là 30, 31 31 tuổi. Đó, 20 năm trời. Con xa mẹ gặp nhau thì cái cuộc đoàn tụ đẫm nước mắt đấy thì anh em đội hiệp sĩ của Nguyễn Thanh Hải cũng đã có chia sẻ. Và cái câu chuyện khi mà được lan tỏa trên khắp các trang mạng xã hội thì cũng rất nhiều cô chú anh chị mạnh thường quân là thương tình và đã giúp đỡ cho em trai một khoản tiền. Nói chung thì cũng được khá khá mười mấy triệu ha chị ha, Cháu nó cũng để dành để cháu nó làm. để tâm nguyện của em trai là để được học bằng lái xe hạng C chưa đủ đúng không ạ? Chưa Nhưng mà vẫn để dành đấy nha, dạ để cũng dành để đấy dành để lo cho tương lai chứ không có được tiêu xài, đó thì cũng để dành đó trừ khi mà lúc nào mình cần thiết, thực sự cần thiết lắm á nhá. dạ Còn mình mà còn kiếm được thì mình cứ để cái đấy tích góp lại để học nghề. dạ đó thì cũng nói với cháu là để dành để giùm cô bác anh chị đồ cũng giúp cho cũng để đó chứ đừng có xài Hy mất. vọng rằng lần này là về đây quay ghi hình đăng tin lên, là hy vọng một ngày gần nhất thì cậu con trai này sẽ tiếp tục quay trở về để đoàn tụ với gia đình. Bởi vì bây giờ là nhà mình còn thiếu mấy cậu này đúng không? Dạ còn thiếu đứa này giờ Đó, mong bây giờ là cậu lớn về rồi. dạ giờ mong anh chị cô bác đồ thấy cháu ở đâu thì dìu dắt cho cháu nó về giùm chứ giờ không biết nó đâu kiếm nữa hết. Giờ coi như thằng cứ trông con ngày đêm đi. Về mà về được trước Tết thì đẹp ha. Tết này thì đoàn viên thì cả nhà sum vầy rồi. Còn cậu kia là đi đến Tết này có về không? Có Dạ chứ. chưa
chưa biết Tết nay nó có về được hay không. Ồ, mới về nhà mà lại xa mẹ nó rồi hả? Đi thì cũng thương nhớ mà biểu con rồi ghén chứ Nhưng đừng có mà nghe lời tầm bậy tầm ai là người lại lần này lại quyết định đi? tại vì nó nói con mẹ ở nhà con bán cái số ít quá con không ấy thôi để con đi làm Không đủ chi tiêu hả? Nhưng mà mẹ con xa nhau gần đấy năm trời rồi. đi làm nói chung nó đi thì có hồi nó rảnh thì nó cũng về hôm vừa rồi nó có về mấy ngày về cái đấy mẹ mẹ có ra mẹ kiếm em thì mẹ nói con gửi lời thăm chú Hải với mấy anh ngoại với cô bác anh chị đồ gửi lời thăm hết Khổ. Giờ gia đình thì ai cũng cũng có mặt hết, cái là thiếu cậu con trai này, mà đặc biệt rằng giờ là con mà nó về đủ thì mà nó con đưa về nữa biết làm không biết giờ con như thế nào ha, con lại đấu được như người ta nó đâu. sợ không biết là nó nghe lời người ta rồi dụ nó rồi làm không được rồi quýnh hay là giết nó chết hay là sao Khờ khạo này kia nữa rồi dễ bị đi chơi với những người tốt thì không sao, mà sợ gặp những bạn xấu lại xúi giục cho lại làm cái này cái kia nữa. Nè bây giờ nè, chị có điều gì chị tâm sự với con chị đi, chị nói gọi tên con ra đi, nhắn nhủ với con đi. giờ con là Bùi Hạnh Thân thì mẹ giờ mẹ không biết con ở đâu đi kìm đi kiếm riết không biết con đâu cứ nhắn người này nhắn người kia riết giờ con ở đâu con cứ về cho mẹ đi mẹ lỡ đây mẹ nhờ chú Hải với mấy anh đồ cứu giúp để đi kiếm con về con ở đâu thì con coi được cái ấy thì con đi về cho mẹ nha con đừng có để mẹ trông ngóng nữa mấy chú mấy cô mấy bác đồ tìm kiếm để gặp con kêu con về con gán con về cho mẹ đi anh hai con về đây rồi Đây là gọi là em thứ mấy? Thứ em ba hả? thứ Thứ tư hả? tư Ủa nhà là mình mấy đứa con? Bởi chị nói em quên mất tiêu rồi. bốn đứa Bốn hả? hàng lớn là thứ hai rồi hàng kế thứ ba rồi hàng này thứ tư nhỏ con gái út Gái nhân Úc, gái Úc hiện giờ đang ở đâu? gái út giờ gả về Tây Ninh Ủa giờ gái Úc nhiêu tuổi mà gả rồi? ai nó 22 tuổi Trời ơi, vì gả sớm tại vậy? vì gia đình bên đó đồng quen á thành ra bà cô này bà cũng giới thiệu cho mình là cháu bà cũng đồng quen thành ra được gia Bán vé đình đồng số rồi quen quen rồi gả hả? dạ Cho con lấy chồng sớm quá nha. được chỗ đồng quen thành ra mình ấy Nếu mà được đàng hoàng thì lại mừng rồi. mừng Tốt cho tại vì nó con. về nó có phước lắm nó cũng được người lo cho nó này kia cũng đầy đủ Vậy thì tốt rồi, nói chung là có người yêu thương đàng hoàng tử tế chứ. Nói chung là vậy là ổn rồi. thì đó bây Chỉ giờ sợ rằng là con nhà mình không may gặp không hạnh phúc thôi, đó là cái điều mà cha mẹ buồn nhất. giờ nó về bên đó thấy vậy cũng mừng Rồi rồi, nha con trai lớn có động viên cho anh hai mà cưới vợ gì không? có Động viên đi chứ, ba mấy nói tuổi rồi mà. hoài nói là con gái mà con kiếm cho mẹ đứa vợ đi đặng về Bữa đặng lo nào cho nè, bữa con bữa nào về đây? Bữa nào con trai về ra đây anh em tìm vợ cho. Thiệt, đây là anh em nói thiệt, chị cứ yên tâm đi. Ra đây anh em đăng tin lên coi có ai thương yêu thì người ta liên hệ. Bây giờ chứ để cho con trai tán thì khó quá. Ra đây không cần phải đẹp đâu, cần chỉ cần lo làm ăn với tình cảm xấu cũng được không sao hết, nhưng mà cái đạo đức tốt, đúng thật rồi thà mà biết yêu thương gia đình, yêu thương mẹ, yêu thương chồng con là được rồi nha. Còn không phần cần phải đẹp đâu đâu, cần đừng là có nghề giàu hay là cần là đẹp đâu có cần giàu cũng của người ta thì thôi, đó mình mình cũng đâu đừng có có mơ cần tới nha. chỉ cần cái tình thương của nó Đúng ở đời rồi, ở kiếp với lại ấy thôi biết thương quan tâm chồng con này kia là được. chứ không có cần Nên vừa nào để về cứ kêu ra đây nha. chứ không phải là cần nó con nó giàu có của này kia không có cần vậy Mình thì nói chung thì mình cũng hoàn cảnh của mình như thế nào mình cũng biết rõ mà, mình cũng nhà mình cũng chẳng có gì nha. Thì mình kiếm cái người nào đấy thì nói chung thì cũng hợp với nhà mình. Xấu cũng được nữa, biết thương yêu gia đình là được rồi, đúng đạo rồi đức tốt là được rồi. Thì hy vọng rằng cái video ngày hôm nay là chị về đây là con trai của chị hoặc ai đó xem được sẽ chỉ cho con trai để sớm quay về đoàn tụ với gia đình nhà mình. Thì em trai nếu có xem được video này, thấy mẹ của em về đây nhờ các anh đội hiệp sĩ Thanh Hải Bình Dương đi tìm em, thì hy vọng rằng em đang ở phương trời nào đó hãy nhanh chóng quay trở về để đoàn tụ cùng với lại mẹ. Bởi vì tới giờ phút này thì anh hai của em đi lạc 20 năm trời cũng đã quay về rồi. Bây giờ nhà bây giờ chỉ còn mình em thôi. Nên hy vọng em ở đâu đó thì em sớm quay trở về đoàn tụ cùng với mẹ với lại anh em trong gia đình. Cái hoàn cảnh của nhà em thì nói chung thì cô chú anh chị cũng đã biết rất rõ, bởi vì mẹ thì hôn nhân giữa mẹ và ba thì cũng không được hạnh phúc,
Nói chung gia đình thì cũng bất hạnh ha chị ha. Gia đình bất hạnh, nhưng mà thôi, những cái điều không vui đó thì mình không nên nhắc nhiều, nhắc đi nhắc lại thì nó lại không hay. Thì cái video này rất mong cô chú anh chị xem và chia sẻ lan tỏa mạnh mẽ. Hy vọng một ngày gần nhất thì cậu con trai sẽ sớm quay trở về để đoàn tụ cùng với mẹ. Thì nếu cô chú anh chị có thấy em trai như trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp em trai sớm quay trở về đoàn tụ cùng với lại gia đình. Và em cũng thay mặt đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, thay mặt chị gái đây là cảm ơn sâu sắc tới tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng đã quan tâm yêu thương tới gia đình của chị, cũng như là chúng ta góp sức với đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải để giúp đời giúp người nhiều hơn. Cái sự việc của chị thì anh em đã ghi nhận rồi, chị cứ yên tâm nha. Thì lần này nữa thì em hy vọng rằng là anh em sẽ cố gắng hết sức để cho chị được yên lòng nhá. Hy vọng rằng là sẽ có điều phép màu xảy ra, là con trai sẽ quay trở về nhá. Giúp chị tất cả đều miễn phí hết nhá. Không riêng chị mà tất cả mọi người, chị về đây mấy lần là chị cũng biết rồi đúng không ạ? Thì hôm nay là chị lại về đây nữa, thì chị có tiếp tục có đồng ý cho tất cả các anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải video này lên tìm con mình không? Em phải xin phép chị, tại vì đây là quyền cá nhân, quyền riêng tư của chị nên phải xin phép chị nhá. Mong đăng lên để kiếm cho cháu nó ở đâu để mà nó về sớm chừng nào mừng chừng đó. Dạ, hy vọng nguyên ở đâu kiếm hết. Dạ, hy vọng rằng Tết này gia đình nhà mình đầy đủ nhá. Tết đoàn viên, Tết sum họp nhá. Dạ. Cảm ơn anh cô bác anh chị gần xa với trong ngoài với anh hiệp sĩ Thanh Hải với mấy chú. Dạ. Rồi cố gắng nha. Dạ rồi xin phép chào chị.